Câu chuyện về một anh shipper để khách đợi khá lâu, không thèm liên lạc và gọi điện thoại thì không thèm nghe máy, đã khiến cho một vị khách ức chế. Thế nhưng đằng sau đó là cả một câu chuyện khiến ai cũng phải nhói lòng. Đôi lúc, chúng ta khoan hãy tức giận mà hãy thông cảm. Mình đặt xe giao cơm ăn trưa nhưng không thấy tài xế gọi lại, cũng không thấy phản hồi nên mình gọi điện thì tài xế cúp máy. Tức quá, mình chạy ra kiểm tra chỗ của anh ta đứng trên bản đồ. Mình hỏi tại sao anh gọi mà không bắt máy, mà cũng không gọi lại cho mình. Thì mình thấy bạn ấy đưa tay lên miệng và lắc tay. Rồi mình mở điện thoại ra và nhận được một dòng tin nhắn: "Bạn ơi, tôi đã đến nơi. Xin lỗi, mình câm. Xin lỗi vì sự bất tiện này." Biết được hoàn cảnh đặc biệt của chàng trai nên khi giao hàng, anh chỉ nhận 2 triệu trên tổng số tiền hàng là 2,3 triệu đồng. Số tiền còn lại, anh ngỏ ý tặng cho cậu để có thêm chi phí chữa bệnh. Bất ngờ hơn, vào tối ngày hôm đó, Việt đã gửi đến anh Lục một tin nhắn khá dài, thể hiện lòng biết ơn của mình. Bản thân cậu thấy đây là một món quà rất quý, nhưng nếu món quà ấy đến với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn thì sẽ ý nghĩa hơn. Cậu còn hứa rằng mình sẽ ngày càng làm việc chăm chỉ, không chây lười để kiếm tiền chữa bệnh và trang trải thêm cho cuộc sống của mình. Từ khi các thương hiệu Grab và GoViet ra đời, giải quyết việc làm cho phần lớn người dân thất nghiệp, và câu chuyện về anh shipper bị câm vẫn cố gắng mưu sinh, không lười nhác cùng với vị khách tốt bụng này càng làm cho chúng ta thấy cuộc đời thật ý nghĩa nếu như chúng ta biết trân trọng cơ hội được sống, được làm việc và biết chia sẻ yêu thương.